Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Thời sự ngày 19 tháng 3 của Ban Việt ngữ Đài Cho Tự Do với những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo sở tại địa phương bị kỷ luật và truy tố vì gây thất thoát vốn nhà nước hàng chục tỷ đồng. Bắt hai đối tượng chuyên hack Facebook để lừa đảo hàng tỷ đồng. VinFast đàm phán hợp tác với Foxconn của Đài Loan. Trong tiêu điểm nổi bật hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi bài ghi nhận nên hay không nên áp dụng hộ chiếu vaccine để vực dậy ngành du lịch, kinh tế trong nước. Ngoài những thông tin đáng chú ý như vừa nêu, chương trình của Ban Việt ngữ Đã Cho Tự Do còn có những ghi nhận thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Cựu tránh thanh tra Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Thanh Tuyền vừa bị truy tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vậy hôm 19 tháng 3. Cùng bị truy tố với tội danh như bà Tuyền còn có hai người khác là Phan Văn Duyệt, phó giám đốc công ty Đông Phương, Phan Văn Bình Tâm, giám đốc công ty tự trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Tâm Phú Tài, em trai Duyệt, Nguyễn Thị Loan, nguyên trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Tuyền bị xác định có những sai phạm từ năm 2016 khi bà còn là trưởng phòng tài chính kế toán huyện Củ Chi. Những sai phạm liên quan đến gói thầu thi công sửa chữa 7 trường học ở huyện Củ Chi do công ty Đông Phương thực hiện. Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Tháp, giám đốc và phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách và kỷ luật đảng vì những sai phạm trong quản lý tài sản sử dụng ngân sách hàng chục tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định kỷ luật ông Bùi Thành Nhơn, giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội với hình thức cảnh cáo, bà Lê Thị Thoa Nàng bị kỷ luật với hình thức khiển trách. Công an thành phố Huế vừa phá thành công chuyên án mang bí số 321L, bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Minh Vũ và Hoàng Thanh Sang cùng sống tại tỉnh Quảng Trị về hành vi sử dụng mạng máy vi tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng. Báo Nhà nước Việt Nam loan tin ngày 19 tháng 3. Theo thông tin ban đầu, sau khi nhận được nhiều đơn thư của các bị hại trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet bằng hình thức hack tài khoản mạng xã hội, giả danh người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an thành phố Huế đã xác lập chuyên án để làm rõ. Bước đầu, Vũ và Sang khai nhận gây ra 3 vụ chiếm đoạt tài sản hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, gần đây nhất là vào ngày 7 tháng 1, Vũ và Sang hack Facebook người thân đang sinh sống ở nước ngoài của anh LHBL, trú tại phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Sau đó, các đối tượng nhắn tin cho anh L về việc chuyển tiền từ nước ngoài về. Các đối tượng cung cấp cho anh L một đường link yêu cầu nhập thông tin tài khoản, nhập mã OTP theo hướng dẫn, thì tài khoản của anh L bị trừ đi 50 triệu đồng. Với cùng thủ đoạn nói trên, tháng 12 năm 2020, Vũ và Sang còn chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng của anh NQH, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 18 tháng 3 cho biết đã khởi tố bị can và đang điều tra ông Kim Bun Jae, quốc tịch Hàn Quốc và 7 đồng phạm với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Raon Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Khanh Asset thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 19 tháng 3 cho hay 7 người bị tố liên quan gồm Nguyễn Thị Hương, Ninh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Quy, Nguyễn Thị Kim Thủy, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Quốc Chánh, Nguyễn Đức Lâm. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay trước đó, nhiều cá nhân đã gửi đơn tố giác cho biết ông Kim Bun Jae, sinh năm 1968, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Raon Việt Nam, phường Thảo Điền, quận 2 và công ty trách nhiệm hữu hạn Khanh Azad, phường Bến Nghé, quận 1 đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động tài chính bất hợp pháp. Tin nói trên thực tế, các dự án đầu tư của hai công ty Raon Việt Nam và Khanh Azad không được đăng ký kinh doanh, không có hoạt động. Từ tháng 2 2019, ông Kim Bun Jae bị nói không đến công ty làm việc và trốn khỏi nơi cư trú. Tháng 3 2019, hai công ty bị tố lừa đảo ngưng hoạt động. Trong diễn biến liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt giữ một người Hàn Quốc bị Interpol truy nã. Người bị bắt có tên Kim Chang Hoon, sinh năm 1989, bị nói là thành viên của tổ chức lừa đảo viễn thông tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Vingroup, tập đoàn lớn nhất Việt Nam, hôm thứ Sáu 19 tháng 3 cho biết đơn vị sản xuất ô tô VinFast đang trong giai đoạn đầu
đàm phán với tập đoàn Foxconn của Đài Loan về việc hợp tác trong lĩnh vực phát triển pin và phụ tùng ô tô điện. Reuters dẫn hai nguồn tin thân cận cho biết Foxconn đề xuất mua lại dây chuyền sản xuất xe điện của VinFast. Tuy nhiên, một nguồn tin tiết lộ rằng VinFast mong muốn hợp tác để xây dựng thương hiệu là một nhà sản xuất ô tô thân thiện với môi trường hơn là bán hoạt động kinh doanh xe điện của mình. Phát ngôn nhân của Vingroup xác nhận đề xuất từ Foxconn, nhưng nói vẫn chưa có gì cụ thể. Sự hợp tác này nếu có sẽ tập trung vào phát triển pin và các bộ phận ô tô điện. Chưa có quyết định nào về hợp tác sản xuất xe điện. VinFast mới trong tháng này tuyên bố đã thành lập liên doanh sản xuất pin xe điện với Prologium của Đài Loan. Công ty vận chuyển Địa Trung Hải của Thụy Sĩ vừa công bố ra mắt dịch vụ vận chuyển sẽ kết nối Việt Nam và Thâm Quyến của Trung Quốc với bờ biển phía đông của Hoa Kỳ, bắt đầu vào tháng 5 năm 2021. Theo thông tin từ công ty này được báo chí nhà nước Việt Nam trích dẫn, đây sẽ là dịch vụ vận chuyển nhanh nhất từ Việt Nam và Thâm Quyến đến các cảng Savannah và Charleston của Hoa Kỳ trên bờ Đại Tây Dương. Các con tàu sẽ đi qua kênh đào Panama đến Đại Tây Dương, con đường ngắn nhất giữa Việt Nam và vùng biển phía đông của Hoa Kỳ. Dữ liệu từ Pierce, một cơ sở dữ liệu về hoạt động đường thủy của Hoa Kỳ cho thấy, nhập khẩu của bờ biển phía đông từ châu Á đã tăng 1,97% vào năm 2020. Trong 5 năm qua, Việt Nam đã dần trở thành nhà cung cấp bán lẻ lớn cho Hoa Kỳ. Tuyến đường qua Địa Trung Hải cũng được các công ty thiết lập để cung cấp dịch vụ vận chuyển container kết nối Đông Nam Á với bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ vào đầu tháng 4. Tuyến đường vận chuyển biển này sẽ bắt đầu từ Singapore và đi qua Laem Chaban của Thái Lan, Vũng Tàu của Việt Nam, Long Beach của Hoa Kỳ và các thành phố Thượng Hải, Ninh Ba và Hạ Môn của Trung Quốc, rồi quay trở lại Singapore. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày. Sau đây, mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, một số quốc gia đã bắt đầu có kế hoạch áp dụng hộ chiếu vaccine để vực dậy ngành du lịch và nền kinh tế trong nước sau hơn một năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Còn đối với Việt Nam thì ra sao? Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi. Hôm ngày 11 tháng 3, ông Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn của Bộ Y tế nói với truyền thông nhà nước rằng Việt Nam chưa có chính sách liên quan đến giấy chứng nhận tiêm chủng và bất cứ ai nhập cảnh vào Việt Nam đều phải trải qua kiểm dịch bắt buộc 14 ngày. Ông Phu nói điều đó khi Trung Quốc và Israel bắt đầu cấp giấy chứng nhận sức khỏe kỹ thuật số cho những du khách đã được tiêm vaccine chống COVID-19. Mỹ và Anh cũng đang xem xét cấp vaccine passport tương tự, trong khi Liên minh châu Âu bắt đầu kế hoạch cho phép những người đã mắc bệnh đi lại tự do hơn trong khu vực vào mùa hè này. Và mới đây, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp, cũng đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu đề xuất hộ chiếu vaccine để tái khởi động lại ngành du lịch Việt Nam. Người dân Hà Nội khi được hỏi về hộ chiếu vaccine, một vấn đề còn gây nhiều tranh cãi, đã cho biết. Nếu như mà Chính phủ Việt Nam mở cửa cho những người đã được tiêm vaccine để vào Việt Nam du lịch, mà theo cái ý nguyện của nhà nước là muốn vực cái ngành du lịch sau khi Covid đã xảy ra, thì nói chung là cũng rất là khó. Bởi vì là trong cái thời gian vừa rồi, các nước là nói về kinh tế thì họ vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Thế cho nên cái lượng, cái người khách nước ngoài mà đi du lịch vào Việt Nam sau khi đã được tiêm vaccine, nó vẫn còn bị hạn chế. Mình nghĩ là nếu mà vaccine mà được thế giới họ công nhận, cái hội mà y khoa, y học của thế giới họ công nhận là vaccine tốt ấy, mà mọi người mà được tiêm thì tôi nghĩ được cái là cái được. Thế nhưng mà riêng Trung Quốc thì thấy nó có một cái dở để nó khôi phục lại cái ngành du lịch của họ. Họ bắt là những người vào của họ là phải vào nước họ là phải tiêm cái vaccine mà của nước họ sản xuất rồi. Thì cái điều là mình thấy nó hơi dở quá. Tại sao lại phải tiêm cái nước của riêng của cái vaccine của Trung Quốc thì mới được? Thì tôi nghĩ là tất cả những người mà có hộ chiếu vaccine và đã tiêm phòng dịch vaccine rồi thì đúng thật là cũng lên để mà cho họ đi lại, nghĩa là đi nhập để mà khôi phục lại cái ngành du lịch. Trước khi mà xảy ra Covid thì thấy lúc nào người ngoại quốc đông lắm, nhất là người Trung Quốc, các nước châu Âu, rồi các nước châu Mỹ cả nhiều. Thế là nếu mà khôi phục được thì
thì tôi nghĩ là thì sẽ rất đông, họ thích đi. Hay dân Việt mình thế. Trong khi đó, các chuyên gia du lịch, ngay từ khi Việt Nam bắt đầu kiểm soát được đợt dịch COVID-19 bùng phát thứ ba, đã đề xuất ngành du lịch Việt Nam cần chuẩn bị chào đón du khách nước ngoài đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 từ quý thứ ba, theo cách tương tự như các nước láng giềng trong khu vực đã đề ra. Cụ thể, Thái Lan đã có kế hoạch mở cửa cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm vaccine phòng coronavirus từ ngày 1 tháng 7, và Singapore cũng sẵn sàng làm điều tương tự. Trong một trả lời với Đài Á Châu Tự Do cũng về đề tài này, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lửa Việt cho biết. Thứ nhất là nhiều nước hiện nay họ đã áp dụng rồi. Vấn đề là làm sao cho nó chính xác, tránh tình trạng là hộ chiếu giả hoặc là không đảm bảo chất lượng. Tiến sĩ, bác sĩ Võ Xuân Sơn, hiện đang công tác tại phòng khám quốc tế Edson, Sài Gòn, nhận định về đề xuất sử dụng hộ chiếu vaccine như sau. Cái đó tôi nghĩ nó cũng có cái hợp lý nhất định của nó, chứ không là mình chích vaccine ẩm gì. Tất nhiên là vaccine thì chưa chắc nó ngăn chặn được, nhưng mà nói chung là như vậy thì nó có một cái hàng rào chặn xét cho mình rồi. Chứ thực ra là mình cách ly thì cũng đã chắc thì ngăn chặn được. Rồi vấn đề cách ly thì tôi cũng chưa hẳn là đồng ý với lại các cái cách ly mà nó rộng rãi quá. Thì bây giờ nếu mà người ta không có cái dấu hiệu gì khác mà người ta có lừa thì tôi nghĩ là không cách ly thì cũng được. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, mời quý khán thính giả vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy cuối trang web có nút xem toàn trang. Nhấn vào nút này, quý vị sẽ thấy các biểu tượng YouTube, Facebook, Podcast, Apple TV. Chỉ cần click vào đó, quý vị có thể xem các chương trình, tin nóng, tin tổng hợp và thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Và để thuận tiện, quý khán thính giả có thể chọn Add to Home Screen và lưu giữ địa chỉ trang web này trên màn hình di động, giúp truy cập dễ dàng hơn trong lần sau. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi tin tức trực tiếp vào lúc 10 giờ sáng trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/RFA Việt Nam hoặc địa chỉ YouTube của RFA tiếng Việt tại youtube.com/RFA Vietnamese. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA tiếng Việt.